Thưa quý vị, nằm trong các hoạt động chào mừng 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng nữ cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc năm 2024. Đến dự có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đánh giá vai trò lao động nữ trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh nhấn mạnh, cùng với những đóng góp của phụ nữ nói chung, vai trò vị trí công nhân lao động nữ Việt Nam cũng đang ngày càng được khẳng định. Lao động nữ đảm nhận tốt vai trò của mình ở mọi vị trí, lĩnh vực công tác, cả trên cương vị lãnh đạo quản lý hay công nhân sản xuất tại các doanh nghiệp, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể xã hội ở địa phương đơn vị, thể hiện được sự bình đẳng giới trong quan hệ xã hội. Trong đó, trên cương vị những người làm công tác công đoàn, đội ngũ nữ cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình, luôn tận tâm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên trong công việc, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 95 nữ cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc năm 2024. Đây là những nhân tố điển hình trong hoạt động công đoàn, đặc biệt là trong công tác nữ công, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần lao động nữ, thúc đẩy phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh nhà.